Hello cả nhà, nay Vân muốn share với mấy anh chị là có mấy câu chuyện hai tuần nay Vân đã từng chứng kiến mấy anh chị mà mình cảm thấy trong lòng mình nó đau nhói, nó khó chịu làm sao đâu á. Trong 2 tuần mà có 4 người ra đi, 3 người ra đi là rất là đột ngột mấy anh chị, rất là đột ngột. Và hầu như là gia đình chưa có chuẩn bị tâm lý. Có một ca thì mới có 39 tuổi thôi mấy anh chị. Anh này đang khỏe mạnh vậy thì tự nhiên ăn cơm xong rồi thì vô gục lên vô trong phòng ngủ ngồi chơi iPad thì chết ngay trên giường luôn. Mà bác sĩ vai đau ra thì mới biết là bị máu lên cao quá rồi bị vỡ mạch máu não mấy anh chị, để lại 3 đứa con nhỏ nhỏ xíu, đứa lớn nhất có 6 tuổi và đứa nhỏ nhất mới có 2 tuổi thôi. Mình cảm thấy nó rất là đau lòng, nghe những cái câu chuyện này nó rất là đau lòng. Và vừa xong á thì Vân nghe một cái câu chuyện, một cái bà cụ ở nhà không có ai hết, bị nhồi máu cơ tim và chết trong nhà luôn, không ai hay biết gì hết. Phát hiện ra thì cũng đã cứng rồi. Và một câu chuyện nữa là người bạn của Vân có một người mẹ thì cũng bệnh một thời gian rồi và cũng qua đời trong tuần vừa qua. Và mới đây 2 ngày, có nghĩa là chủ nhật vừa rồi, Vân ở chùa thì thấy có một ca của cái anh này, ảnh bị ung thư xương mấy chị, khi phát hiện là thời kỳ thứ nhì. Nhưng mà không có mấy gì, giống như bác sĩ nói là thời kỳ thứ nhì cũng còn chữa được đúng không, còn chữa được. Thì sau đó thì bác sĩ cũng cũng chữa này kia, bác sĩ nói là khỏe rồi, nhưng mà không ngờ nó di căn lại, tái phát lại, và trong vòng tích tắc, thời gian rất là ngắn, và anh đã ra đi. Mình cảm thấy nó xót xa gì đâu khi mình nghe được những cái câu chuyện này. Và cái anh mà bị ung thư á chỉ có mới 46 tuổi thôi mấy anh chị, cho nên là nhiều cái câu chuyện nó làm nó touch mình mấy anh chị, nó làm cho mình feel được. Vân thì ở làm việc ở trong chùa nhiều, cho nên những cái ca rất là nhiều, những cái ca mất mà vô trong chùa thỉnh với thầy là Vân đã chứng kiến hết mấy anh chị. Đa số là ra đi đột ngột không, và hỏi ra mới biết là đa số là họ không có quan tâm về sức khỏe của mình lúc mà họ còn sống mấy anh chị. Cứ nghĩ là mình còn trẻ, mình không có bệnh đâu, không có bệnh dễ đâu đúng không. Bản thân Vân cũng vậy, trước đây lúc mình còn trẻ đó thì mình không có nghĩ là mình bệnh đâu mấy anh chị. Mình không nghĩ là Vân Vân bị bệnh ung thư thận nha mấy anh chị, ung thư thận thời kỳ thứ nhì. Mà trước đó mới 20 mấy tuổi thì mình đâu bao giờ mình nghĩ tới là mình bị bệnh hay gì đâu. Và cái mà may mắn của Vân là Vân phát hiện kịp thời, để rồi bây giờ thì mình không còn ung thư trong người nữa. Nhưng mà cũng rất là cẩn thận, tại vì những người ung thư thì phải nên cẩn thận, là tại vì có thể nó trở lại. Và nếu mình biết take care good đó, sức khỏe của mình, thì nó sẽ không trở lại. Còn nếu không thì rất là nguy hiểm ha. Thì khi nó trở lại là coi như là rất là khó, rất là khó mà mình may mắn như lần đầu. Cho nên là bây giờ câu hỏi của Vân á, cho mấy anh chị là anh chị mình có quan tâm về sức khỏe của mình hay không? Vân hỏi câu này rất là nhiều, thì đa số có một số anh chị nói là sức khỏe mà ai không quan tâm. Thì bây giờ Vân hỏi thêm câu nữa là vậy thì anh chị làm cái gì để bảo vệ sức khỏe của mình? Tại vì ai cũng quan tâm đúng không? Cũng vẫn có một số ít người nói là không quan tâm sức khỏe. Tôi có bảo hiểm Obamacare, tôi có bảo hiểm rồi, tôi đâu có sợ đâu. Thì mấy anh chị, mình có bảo hiểm có nghĩa là mình phải bệnh bảo hiểm mới trả đúng không? Mình bệnh bảo hiểm mới trả, mình bệnh mình mới gặp bác sĩ thì bảo hiểm mới trả tiền cho bác sĩ. Thì tại sao mình phải đợi khi mình bệnh mấy anh chị? Tại sao mình phải đợi khi mà mình có chuyện rồi mình mới 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 nhờ bảo hiểm can thiệp vào? Tại sao mà mấy anh chị không phòng bệnh trước khi mình bị bệnh?
Đó là cái mà Vân đã từng nói với nhiều người trước đây, lúc còn trẻ thì Vân nói là còn trẻ mà cứ lo ăn hưởng đi, đốt sức khỏe của mình đốt sức khỏe của mình rất là nhiều lúc mình còn trẻ, 20 mấy tuổi, ăn nhậu chơi bài bạc rồi cái như là mình không có nghĩ là mình bệnh sớm như vậy mấy anh chị. Rồi hơn thế nữa là thức khuya nè, stress cũng bị căng thẳng, cho nên những cái đó nó gây cho mình bệnh mấy anh chị. Và còn hơn thế nữa ha, khi mà mấy anh chị mà làm việc á, thì không biết là mấy anh chị cái môi trường mình làm việc á có bị tổn thương đến sức khỏe mình hay không, có bị cái gì trong cái môi trường làm việc của anh chị đó, cái điều mà làm tổn đến sức khỏe của mình. Anh chị có thấy những cái điều gì mà làm tổn đến sức khỏe của mình trong môi trường làm việc của mình hay không? Thí dụ như là căng thẳng nè, đứng nhiều nè, có nhiều hóa chất nè, khiêng vác nặng nè, hoặc là mình ngồi nhiều nè. Mình ngồi nhiều mà một ngày mình ngồi trên 6 tiếng mình vẫn vẫn bị nha mấy anh chị. Ăn độc uống độc mỗi ngày. Sức khỏe mình đến từ nếu như mà mấy anh chị mà đưa sức khỏe mình đưa, nếu như mấy anh chị đưa độc tố vào cơ thể mình nhiều hơn mình bồi bổ cho cơ thể của mình thì mấy anh chị nghĩ thế nào? Con người của mình ai cũng có tế bào ung thư chờ trực nằm sẵn hết rồi, mấy nằm sẵn hết rồi. Và nếu như mình đưa độc tố vào nhiều quá đó thì tế bào ung thư rất là mê độc tố thì nó sẽ phát tán. Thì độc tố là cái gì mấy anh chị? Độc tố là môi trường làm việc của mình nè, hủy hóa chất nhiều, căng thẳng quá, đứng nhiều quá, ngồi nhiều quá, uống bia, uống rượu, hút thuốc, khói xe, hoặc là khi mà mình bị stress á, bị căng thẳng á, thì khi mà mấy anh chị mà bị căng thẳng quá hay là giận ai một cái gì đó đó ha, là mình giết rất là nhiều cái tế bào tốt trong người của mình mấy anh chị mà mình không biết ha. Hoặc là nếu mà mấy anh chị mà có người quen mà bị bệnh di truyền, thân nhân của mình trong gia đình của mình có người bị bệnh di truyền giống như là bệnh cao máu nè, viêm gan nè, xỉn nè, tiểu đường, ung thư, thì bằng cách nào mấy anh chị đo lường được sức khỏe của mình, làm sao để phòng bệnh? Mấy anh chị có biết là làm sao để mình phòng bệnh không? Chiếc xe của mình chạy 3.000 mile mình phải thay dầu thay nhớt đúng không? Oil change. Sức khỏe của mình làm việc cho mình mấy chục năm nay rồi nhưng mà mấy anh chị có bao giờ detox nó chưa? Đẩy những cái độc tố trong người ra chưa? Nếu chưa thì mấy anh chị nghĩ sao? Cứ đem vào trong đó hoài nó ứ trong đó thì mấy anh chị nghĩ làm sao? Mấy anh chị nghĩ ra sức khỏe của mình bây giờ so với 5 năm về trước thì mình có khỏe hơn hay là mình mệt hơn? Hay là mình yếu hơn? Thì bây giờ mấy anh chị nghĩ coi sức khỏe của mình bây giờ và 5 năm về sau thì mấy anh chị nghĩ coi sức khỏe của mình khỏe hơn 5 năm về sau hay là yếu hơn. Ok. So, vậy thì làm sao để mình phòng bệnh của mình mấy anh chị? Nếu như mà mình có bệnh rồi thì mình phải làm sao? Tại vì rất là nhiều anh chị đó mình hay nghe mấy anh chị nói cái câu này nó vui nhưng mà nó là sự thật mấy chị. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ha. Khi mình thấy rồi cái là lúc đó là cái người bệnh đó mấy chị chỉ có một cái ước mơ duy nhất thôi, nếu mà họ bệnh đó, họ có ước mơ duy nhất là họ được khỏe lại thôi. Còn nếu mà cái người chưa bệnh thì có hàng trăm hàng ngàn cái ước mơ khác, nhưng họ quên một cái là nếu họ có sức khỏe thì họ mới làm được các ước mơ khác. Đúng không? So, vậy thì tại sao mình không bảo vệ sức khỏe của mình trước khi mình bị bệnh? Ok. Đừng có để khi mà mình quá muộn rồi thì lúc đó mình có bán hết tất cả cái gì mình cần bán nhưng mà chưa chắc gì mình mua kịp lại sức khỏe của mình, thì mình đâu có muốn điều đó xảy ra đến với mình và gia đình của mình đâu, đúng không? Thì khi mình bệnh á anh chị, ok, thì sẵn đây Vân muốn giới thiệu cho mấy anh chị đó một cái máy gọi là Bio Photonic Scanner from Pharmanex, công ty Pharmanex No Skin. Thì đây là cái công nghệ
duy nhất mấy anh chị đo được cái chỉ số chống oxy hóa trong người của mình, tiếng Anh còn gọi là antioxidant. Trong vòng 30 giây thôi thì mình sẽ biết được cái sức khỏe mình đang nằm ở level nào. Nếu mà thấp quá thì mình làm sao để bồi bổ lên mấy anh chị. Nếu như mà thấp quá thì cái xác suất mà mình bị ung thư rất là cao luôn, rất là cao ha. Thì cái công nghệ này được làm bởi 125 nhà khoa học gia hai nước cộng lại 15 năm nghiên cứu và 6 năm làm nên cái công nghệ này. Và công nghệ này không phải từ công ty của Vân, công ty Nu Skin mấy anh chị. Công nghệ này được công ty Nu Skin mua đất để độc quyền cái công nghệ này là 100 triệu đô la. Và công nghệ này đã từng đạt giải Nobel Prize của năm 1930 mấy anh chị. Độc nhất vô nhị trên thế giới, đo được cái chỉ số chống oxy hóa trong người của mình. Cái công nghệ này đã được rất là nhiều bác sĩ để vào phòng mạch của họ để họ đo chỉ số đề kháng cho chỉ số chống oxy hóa cho mọi người. Và hơn thế nữa là cái này, cái công nghệ này nó bằng với cái kết quả lấy máu mấy anh chị. Nhưng mà thường thì kết quả lấy máu đó tới thời kỳ thứ ba, thứ tư thì mới phát hiện ra được là mình bị ung thư hay không. Nhưng mà cái máy này nó cho mình biết là mình, tế bào mình bảo vệ được bao nhiêu phần trăm. Thì rất rất là lợi hại. Nếu mà anh chị em nào mà muốn đo thì có thể liên lạc với Vân sau ha, inbox Vân ha. Vân sẽ hướng dẫn cái cách đo. Ok mấy anh chị, hôm nay Vân chỉ muốn chia sẻ với mấy anh chị thế thôi. Và một lời nhắn nhủ cuối cùng là mình nên bảo vệ phòng bệnh trước khi bị bệnh. Mình nên bảo vệ sức khỏe của mình trước khi mình bị bệnh mấy anh chị ha. Đừng có để nó quá muộn. Mình có hai cách để chọn lựa. Cách thứ nhất á, là mình trả góp cho cái sức khỏe của mình. Mình trả góp cho sức khỏe của mình. Và cái cách thứ nhì đó là mình khi mà phát hiện ra bệnh rồi đó, lúc đó mình muốn pay up mà cũng chưa chắc gì kịp nha anh chị ha. Mình có thể bán hết tất cả cái gì mình cần bán, mình bán được mình bán, mà mình cũng có thể không mua kịp lại sức khỏe của mình. Thì mình không có muốn là nó quá trễ đến với mình hoặc là gia đình của mình. Ok rồi, rất là cảm ơn cái sự theo dõi của anh chị.